Rồi, mời em trình bày về E. coli do reinfection và nó mô flora và pathogen trong đường tiết niệu. Chúng ta biết rằng E. coli đa số là bạn của chúng ta. Trên đường tiết niệu chỉ có một con E. coli gây bệnh mà thôi. Trên đường tiêu hóa chúng ta có 3 con E. coli gây bệnh. Ngoài ra chúng ta còn một con E. coli gây bệnh trên não, màng não hoặc là của tủy sống. Như vậy các bạn thấy E. coli thực tế để gây bệnh cho người không có nhiều. Tuy nhiên E. coli có lợi cho người thì lại rất là nhiều. Và trong thức ăn chúng ta có rất là nhiều thức ăn chứa E. coli tốt cho người. Như vậy thì các bạn phải cung cấp thêm những cái thức ăn nào mà có thể tốt cho người qua các cái con E. coli đó. Ví dụ như chúng ta đã từng nói tới ăn giấm nè, chúng ta đã từng nói tới ăn cơm mẻ nè, chúng ta đã từng nói tới ăn mắm sống nè, chúng ta đã từng nói tới ăn những cái thức ăn mà chứa ruột non, phèo non hay là dưỡng trắp. Ví dụ như là chúng ta hay cắt một cái đoạn tá tràng của heo và người ta tuốt lấy các cái juice ở trong đó để người ta làm nước chấm. Rồi rất tốt để cung cấp E. coli cho cơ thể. Thì chúng ta phải nghiên cứu thêm những cái bài học đó và những cái bài tập đó. Như vậy lớp của chúng ta có bao nhiêu người sẽ đăng ký làm thêm phần đó nữa. Hồi nãy chúng ta có một phần bài tập video. Đó là gì? Là các bạn phải làm được các cái video nói đến những cái loại thực phẩm nào mà trong đó nó chứa một số chất độc để giết con E. coli có lợi trong ruột của mình. Và chúng ta phải nói đến những con E. coli nào mà nó tổng hợp được cái insulin cho cơ thể của con người. Chúng ta cứ nghĩ rằng tủy của chúng ta làm được những cái chuyện rất tốt trên cái insulin, nhưng thực tế là rằng có rất là nhiều cái một vi khuẩn cộng sinh khác nó tổng hợp giúp cho chúng ta. Chúng ta biết được rằng vitamin K trong cơ thể là con người không cung cấp được, không tổng hợp được, nhưng mà chúng ta có thể ăn từ thức ăn vào thì được cái vitamin K3, còn lại vitamin K1, K2 thì phải do vi khuẩn ở trong ruột của mình tổng hợp nên. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ mở rộng cái bài học của mình. Ngoài cái chuyện vitamin K ra thì chúng ta sẽ nói tới các con E. coli tổng hợp nên insulin cho con người. Sau bài học ngày hôm nay yêu cầu các bạn phải làm thiệt tốt các cái bài tập đó. Các tổ trưởng nghe rõ chưa? Mà một lát thầy muốn nhận cho được các cái danh sách mà các tổ trưởng báo cho thầy là ai sẽ làm bài tập mà làm các cái video đó. Được chưa? Mỗi một tổ sẽ cử ra một người hoặc hai người hay ba người đó làm chung một bài. Các bạn nghe rõ chưa? Các bạn nhìn lên màn hình, các bạn thấy chúng ta chỉ còn có 1 phút 02 giây nữa là hết giờ. Như vậy, mời chúng ta sẽ trình bày tiếp.